Kính chào quý khán giả đang đến với chương trình Tạp chí Văn hóa Xã hội của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc biệt là hoạt động thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em luôn được tỉnh Đồng Nai quan tâm. Mới đây, tỉnh đoàn, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phối hợp tổ chức lễ ra mắt Hội đồng trẻ em. Đây sẽ là nơi các em nói lên tâm tư, nguyện vọng của mình và những ý kiến của các em sẽ được tổng hợp lại trong hai kỳ họp định kỳ trong năm trước kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Là hình thức tổ chức hoạt động thiếu nhi mới do chính trẻ em trực tiếp điều hành, Hội đồng trẻ em tỉnh được thành lập nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật, tạo cơ hội để các em trình bày ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí. Đồng thời, đây cũng là kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Từ đó, cộng đồng xã hội sẽ quan tâm hơn, trách nhiệm hơn trong việc hiện thực hóa quyền của trẻ em. Trẻ em hiện nay dường như là ít được sự quan tâm và một cái sự lắng nghe. Thực ra quan tâm người lớn, quan tâm đến trẻ em dường như về vật chất nhiều hơn, về học thức nhiều hơn, chứ ít quan tâm đến cái đời sống tâm tư, tình cảm của các em, lắng nghe các em một cách thật sự. Gần đây chúng ta thấy rằng là nhiều các dữ liệu báo cáo cho thấy rằng là những vấn đề khác nhau như trẻ em bị xâm hại, trẻ em nghiện game online, rồi nhiều vấn đề khác mà dường như là chỉ khi sự kiện nó xảy ra là chúng ta mới quáng quảng lên lo lắng. Thì tôi nghĩ rằng là cái việc ra đời Hội đồng trẻ em như một cái cách thức để giúp cho trẻ em nói được tiếng nói nhiều hơn và từ đó người lớn hiểu trẻ em nhiều hơn để có những cái hỗ trợ cho các em. Hội đồng trẻ em được thành lập với 47 thành viên có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi, đại diện cho gần 450.000 học sinh, thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó có một chủ tịch và 4 phó chủ tịch hội đồng. Thành viên tham gia hội đồng là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc, có kỹ năng làm việc nhóm, thuyết trình, phát hiện và tổng hợp các vấn đề của trẻ em, có năng khiếu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Em sẽ cố gắng hết sức để có thể quan sát, tiếp thu hết các vấn đề ở các khu của em, các khu vực ở thành phố Long Khánh để có thể nắm bắt và nói lên được tiếng nói của chị em ở vùng này và có thể đưa đến hội đồng để có thể giúp chị em nơi đây có thể được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Em sẽ tuyên truyền cho các bạn để giúp các bạn hoặc là đưa ra các giải pháp với lại giúp các bạn thể hiện các bạn thiếu nhi trong huyện hoặc là trong tỉnh để thể hiện những tâm tư tình cảm của mình đối với ban tham vấn và đưa ra những giải pháp. Hội đồng trẻ em sẽ họp định kỳ 2 lần trong năm trước kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh và được tổ chức hoạt động dưới sự hướng dẫn của ban tham vấn. Ban tham vấn là các đại biểu, đại diện tổ chức đoàn, đội, các sở ngành có liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Các chuyên gia tâm lý có tâm huyết với trẻ. Điều mà mình mong muốn nhất bên cạnh các cái hình thức khác của các cái phương pháp để thúc đẩy cái năng lực của trẻ em trong việc tham gia các cái quyền trẻ em á, thì đó là cái chuyện mà các em có thể cùng nhau với những bạn nhỏ cùng trang lứa của mình để có thể trao đổi và qua đó thì sẽ lắng nghe được những các cái ý kiến nó chân thành nhất, nó sâu thẳm nhất từ trong cái nhu cầu và nguyện vọng của các em. Ngoài ra thì Hội đồng trẻ em cũng có một cái điểm đặc biệt, đó là nó gắn với các cái cơ chế chính sách trực tiếp của Hội đồng Nhân dân và gắn với các cái nội dung kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. Để Hội đồng trẻ em phát huy tốt vai trò và thực hiện tốt chức năng của mình, anh Nguyễn Cao Cường, Bí thư tỉnh đoàn, đề nghị các thành viên ban tham vấn Hội đồng trẻ em quan tâm thực hiện tốt trách nhiệm tư vấn, hỗ trợ tổ chức hiệu quả các kỳ họp của Hội đồng trẻ em. Đồng thời, tổng hợp các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phản ánh đến lãnh đạo các ngành chức năng trong tỉnh, kịp thời giải đáp các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em. Sau lễ ra mắt, Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất năm 2020. Theo đó, các thành viên Hội đồng trẻ em đã thảo luận nhằm làm rõ thực trạng, đề ra giải pháp, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình hoạt động hè, các chương trình hoạt động của Tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ em. Thưa quý khán giả, vừa học giỏi, vừa tham gia xuất sắc các hoạt động đội,
Em Nguyễn Trà My, học sinh lớp 96, trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, là niềm tự hào của trường và là tấm gương sáng để bạn bè học tập noi theo. Nói đến phong trào đội ở trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, thầy cô và bạn bè sẽ nghĩ ngay tới liên đội trưởng Nguyễn Trà My, hiện đang học lớp 96. Quá trình học tập của em thì được cả trường đánh giá và công nhận là một đội viên cũng như là một học sinh học giỏi xuất sắc toàn diện, tham gia rất là tích cực tất cả các hoạt động phong trào, không những là ở trong trường, trong lớp mà em còn tham gia các cái hoạt động khác của huyện, của tỉnh và cấp quốc gia. Ngay từ năm lớp 5, với vai trò là liên đội trưởng, Trà My đã tích góp cho mình nhiều thành tích đáng ngưỡng mộ như huy chương bạc cuộc thi giải toán qua Internet cấp quốc gia, giải nhất hội thi giải toán bằng tiếng Việt trên Internet cấp tỉnh, giải nhất hội thi giải toán bằng tiếng Anh trên Internet cấp tỉnh, cùng nhiều giải thưởng khác. Qua cấp 2, Trà My tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích cao khác như giải nhất hội thi giải vật lý trên Internet cấp huyện, giải ba cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng và giải nhất cuộc thi học sinh giỏi toán cấp huyện, v.v. Trong 2 năm học lớp 5 và lớp 9, em đều đạt danh hiệu là đại biểu cháu ngoan Bắc Hồ cấp huyện. Ngoài ra, năm 2017, em còn vinh dự đạt được danh hiệu dũng sĩ kế hoạch nhỏ cấp huyện. Em cảm thấy bạn My đó là một cái người mà em cần phải học hỏi, tại vì bạn đó là chăm chỉ và bạn siêng, rất là siêng tìm tòi những cái mới. Hơn nữa là bạn trong học tập, bạn đó là hay giúp đỡ tụi em, tại vì học giỏi nhưng mà bạn không có kiêu ngạo, bạn đó là hòa đồng thân thiện với mọi người. Ngay từ những ngày đầu cắp sách đến trường, em đã nỗ lực đi đầu trong các phong trào thi đua, thực hiện tốt các kế hoạch nhỏ ở trường. Năm học lớp 4, em được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh. Vì vậy, với vai trò là liên đội phó và liên đội trưởng nhiều năm liền, chỉ huy đội xuất sắc, Trà My luôn biết lắng nghe, gương mẫu và giúp đỡ các bạn trong học tập cũng như trong hoạt động đội. Nói về thành tích thì trong học tập thì cái có thể là cho em nhiều cái phấn đấu nhất đó là năm lớp 5 em được huy chương bạc môn thi toán tiếng Việt qua mạng Internet cấp quốc gia. Và đó giống như là một cái mức phấn đấu, một cái động lực để mà em phải cố gắng học tập hơn nữa, cố gắng vượt qua cái mức đó của mình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Còn về những hoạt động đội thì em hoạt động với mục đích là những cái bạn để giúp đỡ những cái bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn mình trong học tập cũng như trong cuộc sống và giúp đỡ, quan tâm tới mọi người xung quanh. Đó chính là động lực để mà em tham gia các hoạt động của đội. Không chỉ học giỏi đều các môn học, tham gia hoạt động đội năng nổ và nhiệt tình trong phong trào thiếu nhi, Trà My còn có tài làm MC cho các hoạt động, chương trình dành cho thiếu nhi của trường và của huyện. My là nói chung là rất là tài năng và giỏi. Nhìn em thì nhỏ nhắn như vậy thôi, nhưng mà em là có khả năng rất là nhiều cái tài năng, ví dụ như là vừa hát nè, vừa đánh đàn, guitar, rồi kể cả võ thuật, kumite, và năm vừa rồi em cũng được giải kumite cá nhân cũng như đồng đội của tỉnh. Rồi bên cạnh đó là còn có thể múa, vân vân, rất là nhiều các cái khả năng mà em có thể làm được. Rất là tốt. Trà My là một trong 7 đại biểu của tỉnh Đồng Nai, sắp tới sẽ tham dự đại hội cháu ngoan Bắc Hồ toàn quốc tại Hà Nội. Quý khán giả thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình tuần này cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.